Tập 1 Toàn dân thần chỉ. Thằng nhóc cậu chờ sống dài quá à, là dám nói chuyện với tôi như vậy. Thứ trường bân tôi muốn chưa bao giờ là không có được cả. Cậu không giao thần lực ra, có tin là tội hủy đi hạch tâm thần vực của cậu không? Cái tên trẻ trâu này là trường bân, lỡ mới học được hạch tâm quyến tân, có quân đồn 5.000 người luôn. Không có thần lực, mạng thì có một cái, để xem cậu có dám lấy đi không. Con gà yếu này là tôi, Hàng Vũ, nói chính xác hơn thì là tôi của hiện tại. Một hạch tâm quyến tộc là phở vật của hồn trùng. Còn vì sao á, tôi dám mạnh miệng trước mặt cái tên côn đồ này? Chuyện này phải bắt đầu nói từ một ngày trước. Đúng vậy, tôi đã xuyên việt đến cái thế giới thần vượt mà ai cũng có thể trở thành thần. Chỉ là chủ nhân của cơ thể này là một tên vô dụng xấu khổ, một con sâu bọ đáng thương, thức tỉnh thần vượt khi 18 tuổi nhưng lại chỉ có được hồn trùng hạch tâm quyến tộc. Con à, bố mẹ con đã mất tích ở Luận Tinh Hải của học viện Đế Đô, bọn họ chắc chắn với cuộc sống. Nếu như tương lai con có cơ hội, nhất định phải đi tìm bọn họ về. Hà Vũ, nếu như cậu đồng ý làm nô lệ của tôi, mỗi ngày cung cấp đủ hồn trùng cho lôi tước của tôi làm thức ăn thì tôi có thể bảo vệ cậu đến khi tốt nghiệp cấp 3. Tự cậu suy nghĩ đi. Hàm Vũ, thứ hai đi học, mang 100 điểm thần lực để cho tao. Nếu mày dám không mang thì tao sẽ dẫn đồn của người lùng của tao xâm nhập vào thần vực của mày, giết hết sạch hạch tâm quyến tộc của mày, hủy đi hạch tâm của mày, khiến tiền đồ của mày bị hủy hủi, không có ngày quay đầu. Bắt đầu đã có độ khó địa ngục, sở cục này phải giải quyết làm sao vậy? Giờ và hồn trùng quyến tộc thì cái đời này của tôi cũng không thể vào trường cấp 3 đỉnh cấp học viện Đế Đô được. Chứ đừng có nói là đi tìm lung tung tích của bố Mỹ. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại là qua ải của cái tên trẻ trâu tóc vàng kia đã. Vương cổ cho người khách chặt không phải là phong cách của tôi. Đến cũng đã đến rồi, không thở dãy dụ ở phản kháng thì cũng không tôn trọng xuyên việt quá. Đang kết nối thần vực. Đăng nhập thành công 100%. Đây chính là hạch tâm quyến tộc của mình, một cái đám hồn trùng nhàn nhã trên bãi cỏ. Tên Hàng Vũ, cấp bậc sinh vật thần tính, được chia thành sinh vật thần tính bán thần, chân thần, chủ thần, thần vương, thiên phú thần minh, con cưng của trời, duy nhất, năng lực thần minh, tăng tốc sinh trưởng, hiện tới sinh mệnh, duy nhất, thần tính 1 điểm, thần lực 0 điểm, tín ngưỡng chi lực 20 vạn, cấp bậc hạch tâm cấp 1 chưa thơm, hạch tâm quyến tộc, hồn trùng số lượng quyến tộc, 80 vạn con trưởng thành, 160 vạn, 2.000 vạn trứng. Giờ thời ký ức của đời trước hình như không có hai dòng con cưng của trời và hiến tế sinh mở này, chẳng lẽ là bút à? Giải thích câu tự. Con cưng của trời, người may mắn được ông trời lựa chọn, mỗi khi tăng cấp đều nhận được một năng lực có thuộc tính duy nhất. Hiện tới sinh mệnh, cái tội hiện tới sinh mệnh của sinh vật, đổi lấy sản vật cùng giá trị. Đổi sản vật được tạo ngẫu nhiên trong quá trình hiện tới, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Con cưng của trời, đây có lẽ là bàn tay vàng khi mà mình xin việc đến đây. Còn về hiện tới sinh mệnh thì là năng lực thuộc tính duy nhất mà mình có được khi trong giai đoạn thần tính sinh vật. Có bàn tay vàng địch thi này, mình cố gắng có lẽ có thể hoàn thành được duy nguyện của ông. Nhưng tiền đời là qua được cái ải của cái tên côn đồ trường học kia. Nhưng cái con châu chấu của mình ở hạch tâm quyến tộc, hoàng trùng, các bậc quyến tộc, sinh vật bình thường, siêu phàm, anh hùng, lĩnh chủ, quận vương, thiên phú quyến tộc, sinh sôi, các bậc tín ngưỡng, cuồng tín đồ hoàng trùng. Mỗi mệnh lệnh của thần minh chia thành kiên tín đồ, cuồng tín đồ, thánh đồ, tín ngưỡng chi lực, 1/100 một ngày.
Năng lượng sinh sản 300 một lần. Chu kỳ sinh mệnh 90 ngày. Thời kỳ trứng là 15 ngày. Thời kỳ của con trưởng thành là 45 ngày. Thời kỳ của con già là... Năng lượng sinh sản, chu kỳ sinh mệnh, tốc độ sinh trưởng, hiện tốc sinh mệnh, một ngày hiện thực ở bằng một năm ở thần vực. Khi thế giới hiện thực trôi qua một ngày, thì sẽ sinh sôi được bốn đời hoàn trùng. Mình hiểu rồi. Vậy thì cực một ván đi. Thắng thì lật người làm chủ nhân, thua thì hoàn toàn sai đội làm phớ vật. Ngày hôm sau, Hàm Vũ, cậu đã nghĩ xong chưa? Làm đôi lợi của toàn sản tôi. Tôi đảm bảo trước khi cậu tốt nghiệp cấp 3 sẽ không có dám bắt nạt cậu. Tôi từ chối. Cái gì? Cậu có biết cậu đã nói gì không? Không có sự chi chỗ của tôi thì cậu có sự bị cái đám người kia ép khô đến chết. Còn lấy tình trạng thật sự như cậu nói như tôi vẫn lựa chọn từ chối. Hàm Vũ, tôi thì không có quyền, nhưng tôi có tôn nghiêm của riêng mình. Ý túc cậu nghĩ lòng bảo vợ tôi. Tôi xin nhận. Nếu như không có chuyện gì khác thì hãy đã vợ đi. Hàm Vũ, cậu sẽ hối hận. Hàm Vũ, bảo mày chuẩn bị 100 thần lực đã đem đến chưa? Mau ra đây đi, đừng có hết bổn tao ra tay. Vào đây đi, nếu không thì bọn ta sẽ đánh vỡ hạch tám thần vực của mày. Nếu mày không thể có ngày quay đầu lại. Đừng động vào tao. Mày dám nói chuyện với tao như vậy, khi mày không giao thần lực ra đây thì có tin là tao hủy hạch tám thần vực của mày không? Vậy thì thử đi. Thằng nhóc này hôm nay sao lại cứng vậy? Chẳng lẽ đã có chỗ dựa gì rồi? Hay như không phải toàn sản. Đến một trận, chúng tôi vẫn chưa từng thấy cái dáng vẻ bị đánh vỡ hạch tâm. Hồn trùng quyến tộc đúng là rắc rối so với trình độ thực lực ở trung bình của lớp chúng ta. Môi chỉ quyết cậu ta đi. Đâu có ta nghĩ không? Nghe nói đồn của người lùn của đại ca Trương Bân có thể sắp vào top 60 của trường. Tôi cũng muốn á, được mở mang tầm mắt một chút. Hà Vũ, nếu mà đã chán sống thì đừng có trách tao là không có cho mày cơ hội. Đối phó với rác rưởi như mày ha, 10 điểm thành lực cũng coi như là đã có trong mày rồi đó. Thế sáp nhập, giá trị 10 điểm thần lực sau khi khóa mục tiêu sẽ tạo ra thành một cái cách cửa truyền thông không gian trong thần vực của mục tiêu. Từ đó thực hiện xâm nhập vào không gian của thần vực. Đây là ta dùng danh nghĩa thần của người lùn ra lệnh cho các người, đoàn quân của người lùn của ta đi hủy diệt cái đám hoàn trùng yếu ớt kia đi, hủy hội hạch tâm của mảnh thần vực này. Đoàn quân người lùn của Trương Bông lại tăng thêm ít nhất thêm 1.000 người lùn nữa, thực lực này đã có thể chém vào 50 người đứng đầu rồi. 50 người đứng đầu nói gì vậy chứ? Không nhìn thấy đội của người lùn ở mỗi người đều được trang bị một món vũ khí sao? Thực lực này ít nhất phải có 30 người đứng đầu. Mọi nhìn kìa, trong đội quân người lùn ở phía đằng trước là một sinh vật tinh anh. Nếu đã có tinh anh thì Hàng Vũ lần này tiêu đời rồi. Châu chấu tự nổ, tấn công. Mới nhìn kìa, nhưng con trùng này biết bay á, màu đỏ đấy làm gì vậy?
cho cháu tự nữa. Xin vào tin anh, quyến tộc cốt lõi của Hoàng Vũ không phải là cho cháu bình thường sao? Sao lại có sinh vật tinh linh như cho cháu tự nổ hơn nữa số lượng của nhiều đến thế? Sinh vật tinh linh thì sao? Cháu cháu biến thành sinh vật tinh linh á cũng không thể đỡ sức với chiến đấu người luôn. Rác rưởi chính là rác rưởi, nhiều hơn cũng là vô dụng. Một ngày trước. Vậy thì cùng một phán đi. Giữ lại 1.000 vạn con để duy trì giống loài, 2,49 tỷ con còn lại đều bị hiện tử, hiện tử sinh mệnh. Lựa chọn 1, 1 vạn chiến sĩ Golin sinh và tinh anh. Lựa chọn 2, nguồn số sinh mệnh không bao giờ ngừng tuôn ra, dùng để nuôi dưỡng sức sống, cải thiện môi trường xung quanh. Lựa chọn 3, thánh vật cấp 1 để tìm nút toát, cộng thêm sau khi tiến vào trung tâm thần vực có thể có xác suất nhất định sinh ra quyến tộc cốt lõi chứa được sức mạnh bùng nổ. Lựa chọn 1 là một bản chiến sĩ coi lên, mặc dù có tờ giải quyết nguy hiểm ở trước mắt, nhưng là sản phẩm dùng một lần, dùng hết là hết. Quá được nguy hiểm lần này còn nguy hiểm lần sau thì thế nào? Lựa chọn thứ hai là người suối sinh mệnh, là sự đầu tư lâu dài, cũng là thứ hàng vũ đang trước đang cần, nhưng lại không thể đối phó với tình hình ngày mai. Còn lựa chọn 3, đầu tư vào cốt lõi quyến tộc có thể kéo dài tác dụng, trước mắt chỉ có thể chọn cái này. Tên gọi quyền tộc, châu chấu tự nổ, cấp bậc quyền tộc, xem vật tinh anh, thiên phú quyền tộc, tự nổ, cấp bậc tín ngưỡng, tín độ điên cuồng, châu chấu không có trí tuệ, nghe theo tất cả mệnh lệnh của thần linh. Sức mạnh tín ngưỡng, 1/10 ngày, năng lực sinh sản 30 lần, vòng đời 180 ngày, tự nổ đi. Ý là như này tuyệt đối không thể giết chết một cái tên người luôn bình thường. Nhưng nếu số lượng nhiều lên thì có thể được, vậy thì làm thêm vài lần nữa đi. Tình hình trận chiến sao rồi? Thú vị lắm. Người lùn sống sót sắp quay về thần vực rồi. Bây giờ muốn đi sao? Muộn rồi. Tất cả quyến tộc xuyên qua cánh cửa thay đổi hướng chăm nhập thần vực của Trương Bân. Mau lệnh cho quyến tộc của người cút ra khỏi thần phục của ta đi. Ta nhận thua, cho đám châu chấu của người rút lui đi, đỡ quyến rượu, đỡ quyến tộc của ta trở về. Không phải người muốn phá hỏng cốt lõi của thần phục của ta sao? Nó đã vậy thì ta tấn công ngược lại cốt lõi thần phục của người cũng là lẽ đương nhiên thôi. Người dám? Nếu ngươi làm thần thì bố mẹ ta tuyệt đối sẽ không thờ cho ngươi. Bố ngươi là bán thần, mẹ ta cũng sắp thăng lên bán thần rồi. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Bằng bất cứ giá nào hôm nay ta cũng phải phá hỏng cốt lõi của hắn. Dừng tay, mau dừng tay, ta chịu thua. Ta đã bảo sau này sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Ngươi có điều kiện gì thì cứ nói ra, ta nhất định sẽ thực hiện. Tóm lại là ngươi mau dừng tay. Ta không cần cái thứ gì từ ngươi. Ta chỉ muốn người chết. Đủ rồi, Hàm Vũ, dừng lại cho ta. Hàm Vũ, dừng tay đi, cậu đã thắng rồi, không còn phải đuổi cùng giết tận đâu. Thầy Lô, nhanh cản cái tên điên này lại, bố mẹ em nhất định. Được, thầy Lô, mau cứu em. Hà Vũ,
Thầy nói mà em không nghe sao? Thầy lâu em hỏi thầy một câu á, tại sao thầy lại xuất hiện ở đây? Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, tất nhiên là thầy cô có thể cảm nhận được tình hình của mọi người trong lớp. Được, vậy em hỏi thầy thêm một câu nữa. Lúc em bị Trương Bân đánh, bị tống tiền, bị bắt nạt á thì thầy ở đâu? Tại sao không xuất hiện? Em có bố mẹ là bản thân không? Tôi việc gì phải vì giúp em mà đắc tội với nhà họ Trương? Em dừng tay lại trước đi, tôi sẽ giải quyết yên ổn chuyện này cho em. Em hỏi thầy câu cuối cùng, nếu hôm nay người bị tấn công vào cốt lõi thần vừa có lệch em ấy, thì thầy có xuất hiện ngăn cản không? Được rồi, em đã biết câu trả lời rồi. Thần vật của tôi. Thầy Lưu, mong thầy rời khỏi thần vật của em. Hết rồi, hết thật rồi, mình thành một cái tên bỏ đi rồi. Hàm Vũ, em cứ rời khỏi lớp cho tôi. Hàm Vũ đâu? Cậu ấy về nhà rồi hay sao ấy ạ? À? Lớp học sinh như này phải bị đuổi trong thần vực của Hàng Bá. Tổng kết tình hình trận chiến, châu chấu tự nổ 18.090, châu chấu bình thường 4.050.643. Sau ra sau này phải bồi dưỡng thêm cho châu chấu tự nổ mới được. Lần này có được mảnh vỡ thần vực của Trường Bân, vừa hay cái thể dung nhập vào trong thần vực của mình, kết hợp diện tới thần vực 260.000 km vuông cộng 160, đồng bằng màu mỡ 100 km vuông, khu mỏ 20 km vuông, rừng rậm 40 km vuông, sa mạc 60 km vuông, dãy núi bình thường 4 km vuông. Phần thưởng cốt lõi thần vực cấp 2, thánh vật cấp 1, chỉ có người lùn 820 người lùn trang bị bằng sắt 1x. Phần thưởng cũng khá ổn nhỉ, những thứ này chắc chắn là có thể đủ để tốt nghiệp rồi. Chỉ có điều mày dám phá hủy cốt lõi thần lực của tao, bố mẹ bán thần của tao sẽ không tha cho mày. Chuyện này chắc chắn chưa xong, bố mẹ Trương Bân đến hỏi tội thì phải xem thái độ của Lưu Lạc Thiên. Trường hợp sẽ không bỏ bỏ mình, xem ra phải phát triển rồi. Chỉ có người luôn, trang bị bằng sắt. Xem có ai có thể đổi cho mình món đồ tốt khác không? Mới đây mà đã có người mua rồi sao? Đối phương xin trao đổi vật phẩm, hỏi tên dung nham si S1. Mới nhớ là hỏi tên dung nham có thể tăng cường độ chịu đựng cho quyền tộc nguyên tố hỏa, tăng thêm lực phát nổ. Có nó thì châu chấu tự nổ của mình có thể phát triển lần hai rồi. Tên gọi quyến tộc châu chấu nổ địch cấp bậc quyến tộc, sinh vật tên anh thiên phú quyến tộc tự nổ, các bậc tín ngưỡng tín đồ điên cuồng, sức mạnh tín ngưỡng 1 năm ngày, sức mạnh tín ngưỡng năng lực sinh sản 20 lần, chu kỳ tuổi thọ 250 ngày, sức sát thương của câu châu chấu nổ địch ngang bằng với một quả lựu đạn. Hơn nữa châu chấu nổ dịch trong lúc nổ nó cũng bắn ra dung nham tạo ra lực sát thương diện rộng. Mà đang sở hữu một vài lỗ đạn sao? Phòng giáo viên, con trai tôi đã bị vỡ cốt lõi thần vực, không thể tái tạo lại trường học, mấy người phải cho tôi một lời giải thích đi. Theo chúng tôi được biết thì trận chiến xâm nhập này là do con trai của Trương Bân, của ông tự gây ra. Hơn nữa em Trương Bân thường ngày cũng nhiều lần ở bắt nạt bạn học, vi phạm quy định của trường học. Làm sao? Ý của bà là con tôi bị vỡ cốt lõi thần vực là tự làm tự chịu, nhà trường không có trách nhiệm gì, nhớ người làm giáo viên như các người không có trách nhiệm gì.
Học sinh phá vỡ cốc lõi thần vừa của con trâu cũng sẽ bị trừng phạt. Bắt buộc thôi học. Chapter 3.